Dù ai đi đó đi đây, mùng 10 hồi vật nhớ quay về rừng. Đầu xuân, cầu Cà Xưa đã thôi thúc hàng nghìn người dân và du khách tìm về làng Lại Ân, xã Phú Mầu, huyện Phú Vang để cùng hòa mình vào không khí của một trong những lễ hội đặc sắc của vùng đất cố đô. Năm nay, ngoài phần nghi lễ diễn ra tại đình làng Lại Ân, thì sẽ vật được tổ chức ở một địa điểm rộng rãi hơn để phục vụ người dân và du khách. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Dung cũng đã cùng về khai hội và chung vui với người dân. Mặc dù tiết trời mưa lạnh, nhưng ngay từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách đã náo nức chờ đến ngày khai hội. Năm nay, sở vật được chia thành hai nội dung thi đấu là vật thiếu niên và vật thanh niên theo hình thức vòng loại áp dụng luật thi đấu vật dân tộc. Đôi vật nào thắng hai hiệp đối với lứa tuổi thiếu niên và ba hiệp đối với thanh niên sẽ được đi tiếp. Để chiến thắng, đôi vật phải làm cho đối phương lấm lưng trắng bụng. Ngay từ những trận đấu mở màn, cho dù là những trận so tài giữa các thiếu niên nhi đồng còn rất nhỏ tuổi, nhưng các đô vật vẫn rất hăng hái thể hiện mình trong sự reo hò cổ vũ của rất đông khán giả. Còn với những đô vật thanh niên, công sức rèn luyện trong cả năm được thể hiện qua những đoàn thể đẹp, tinh thần thường võ mang tính nhân văn. Tham gia hội vật có ý nghĩa rất là lớn, hồi lao động học tập bảo vệ quê hương đất nước, tạo tấm thân quyết tâm cho mọi người, không phải là của riêng cá nhân. Môn thể thao là mình thích đi xem nữa, thầy rất là sôi nổi. Xem để bị cái truyền thống của dân tộc mình về kiểu Huế mình là lễ như thế nào mình hiểu biết vui đầu xuân như vậy là chúc cho cả các bạn sĩ khỏe mạnh để sau này cống hiến cho khán giả một gì cho nó vui cho quê nhà. Khác với những sợi vật trải thảm, sợi vật lan sinh dùng bằng đất cát trên nền sợi vuông cao 1,5 m, mỗi cành rộng 8 m. Và chính vì tiêu chí lớn nhất là đề cao tinh thần thường võ nên các đô vật tham gia không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng. Tinh thần hăng hái thể hiện lòng quả cảm của các đô vật cùng với những lời động viên cổ vũ của rất đông khán giả khiến cho không khí hội vật lan sinh trong những ngày đầu xuân Mậu Tuất càng trở nên rộn ràng hơn. Cũng như hội vật làng các làng quê khác thì bao giờ nó cũng đề cao cái tinh thần thượng võ. Vật không phải chỉ là việc ăn thua mà cái tinh thần rèn luyện thân thể, cái tinh thần quyết thắng mà mang lại cái niềm vui cho quê hương, cho làng xóm, cho gia đình. Nên tôi nghĩ là đây là một loại hình văn hóa rất đặc sắc của quê hương Tổ tiên chúng ta nói riêng và của đất nước Việt Nam chúng ta nói chung. Hội vật truyền thống của Lăng Sinh đã ra đời từ rất lâu, hơn 10 năm trở lại đây. Hoạt động này được nâng tầm phát triển liên tục nên thu hút được sự tham gia của các đô vật trong và ngoài tỉnh, trở thành một trong những hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh vào dịp đầu xuân. Tôi là tổ chức cái truyền thống này nhằm mục đích là phát huy cái tinh thần thể dục thể thao của xã. Cái thứ hai là tạo cho thế hệ trẻ một sân chơi lành mạnh, bổ ích để là phục vụ sản xuất cũng như là bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Dù ai đi đó đi đây đến ngày hội vật nhớ quay về rừng. Thời tiết trong sáng 10 tháng giêng này không thuận lợi, nhưng có lẽ chỉ cần nhìn lượng khán giả đổ về đây, quý vị và các bạn cũng có thể cảm nhận được không khí sôi nổi hào hứng của hội vật Lăng Sinh. Ngoài những yếu tố tâm linh như cầu mong dân ấm làng yên, mưa thuận gió hòa, hội vật Lăng Sinh còn đề cao tinh thần thường võ, giúp cho thanh thiếu niên có thể rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm của mình. Và trong những ngày đầu xuân mới như thế này, có lẽ không còn ở nơi nào có thể phù hợp hơn để quý vị và khán giả có thể du xuân. Hội vật Lăng Sinh.